Dương Tử sánh đôi bên Andrew Garfield, mỹ nhân si biết gây sốc toàn tập vì một điểm. Là một trong những gương mặt tiềm năng hàng đầu của làng phim Hoa ngữ, mọi động thái của Dương Tử luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Tối 1 tháng 10 mới đây, người đẹp Bắc Kinh trở thành tâm điểm mạng xã hội khi xuất hiện đầy cuốn hút tại show trình diễn ra mắt bộ sưu tập Xuân hè của nhà mốt Valentino thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris. Cô nàng được giới truyền thông nhiệt tình săn đón ngay từ khi có mặt tại không gian sự kiện. Trong lần xuất hiện này, nữ diễn viên gây ấn tượng với vẻ ngoài tinh giản thanh lịch nhưng không kém phần bắt mắt. Diện mạo của cô nàng được phủ kín bằng những item mới toanh nhà Valentino với áo sơ mi trắng form rộng, cà vạt len phối lụa, túi xách logo Moon Hobo bản nhỏ. Không chỉ ghi điểm với gu thời trang thăng hạng tại trời Âu, mà thân sắc của Dương Tử cũng được netizen hết lời khen ngợi. Xuất hiện bên ngoài khán phòng sau nữ chiến ít gây thương nhớ với vẻ ngoài thanh tú cực sanh điệu khi thả dáng trước ống kính truyền thông quốc tế. Đặc biệt, khoảnh khắc chung khung hình cùng nam tài tử phim Người nhện Andrew Garfield chỉ sau ít phút được công bố đã được cộng đồng mạng xứ Trung thi nhau chia sẻ. Trong ảnh, nam thần nước Anh lộ diện đầy lịch lãm với áo lụa tông nâu, quần Âu phối cùng áo vest form dài, điểm sắc hồng nổi bật. Cả hai sánh vai nhau cho ra đời những khung ảnh cực kỳ bắt mắt. Dưới ống kính cận cảnh không qua chỉnh sửa, khán giả không khỏi trầm trồ trước làn da miệng không tì vết của mỹ nhân xứ Trung. Bên dưới bình luận, cư dân mạng đều không ngừng tấm tắc khen ngợi visual bộ đồ diễn viên Andrew Garfield và Dương Tử. Thân sắc của cả hai trong sự kiện này được cộng đồng mạng nhận xét không quá khác biệt so với khi lên sóng, vô cùng rạng rỡ và cuốn hút. Tuyệt vời quá, hai thần tượng của em, visual đẹp bất chấp hung thần Getty Image là có thật. Tạo hình sự kiện quá ổn luôn, Dương Tử ơi, cố gắng phấn đấu nhé. Bên cạnh đó, tổng biên chuyên trang thời trang và sắc đẹp cũng chia sẻ kỷ niệm khi gặp gỡ trực tiếp Dương Tử tại show trình diễn thương hiệu nước Ý. Trên trang cá nhân, cô cho biết đã bắt gặp nữ diễn viên trong trạng thái rất tốt khi đến dự sàn diễn thời trang. Đoạn ghi hình hoàn toàn được quay bằng camera thường chưa qua chỉnh sửa. Lát nữa tôi sẽ gặp gỡ cô ấy, mọi người muốn hỏi gì không, cô viết. Ở một diễn biến khác, sau khi cùng trở lại với mùa phim hè, Dương Tử, Dương Sư Việt, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận về những phản hồi đánh giá khác nhau từ phía khán giả. Trường Tương Tư, Bài Kiếp May Mắn, An Lạc Truyện là những tác phẩm đầu tư lớn của Hoa ngữ ra mắt dịp hè. Trong đó, Dương Tử, Dương Sư Việt, Địch Lệ Nhiệt Ba sau khi hoàn thành các vai diễn, người được đánh giá cao, người bị chê chưa có nhiều tiến bộ. Trong ba mỹ nhân kể trên thì Dương Tử là cái tên nhận được sự quan tâm lớn nhất sau thành công của Trường Tương Tư. Trong một tháng phát sóng, Trường Tương Tư bùng nổ với cơn mưa thành tích, trở thành bộ phim cổ trang Hoa ngữ ăn khách bậc nhất mùa hè 2023. Vân Hợp và Khóc Vân chứng thực phim đạt 100 triệu lượt xem một ngày, đạt trung bình 60 triệu lượt xem một tập. Tencent đạt nhiệt độ cao nhất 33.144, xếp top 1 năm 2023 và top 2 lịch sử Tencent với 10 ngày lên sóng. Vì liên kê, chỉ số cao nhất của phim đạt 91,08, trong đó có 8 lần phá 90. Nhân vật cao nhất của Tiểu Yêu Văn Tiểu Lục Dương Tử đóng là 9,34, trong đó 16 lần phá 9,3. Data win cao nhất đạt 2,717, trong đó 25 lần phá 2,5. Đánh giá phim trên Douban đạt 7,6 điểm, chỉ số tìm kiếm Baidu cao nhất đạt 1.026 tỷ. Top ít phim trên Weibo đạt 28,45 tỷ lượt đọc, 61.769 triệu lượt thảo luận, 2.709 triệu lượt sáng tạo. Trường Tương Tư không chỉ đạt chứng nhận phim bạo khoản mà số liệu vượt qua chỉ tiêu để nhận được bạo khoản của Weibo gấp nhiều lần. Dương Tử cùng Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ và Trương Bản Ý đều được đánh giá cao về năng lực chinh phục người xem. Sau thành công của phim, Dương Tử được xem đã lấy lại vị thế của mình sau thời gian gặp tranh cãi vì một số phim không thành công trước đây. Bộ phim Trường Tương Tư 2 cũng được khán giả mong chờ lên sóng năm sau.